Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Để đánh đây. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học SQL Server 2022. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào các ràng buộc not null. Chúng ta sẽ đi vào database quản lý bán hàng table. Và chúng ta sẽ sửa khách hàng column. Sẽ design column. Ở đây là có cột allow null này. Những cột nào tích vào đây thì được null. Cột nào mà không null thì chúng ta sẽ bỏ tích đi. Ví dụ chúng ta sẽ bỏ tích tên khách hàng đi và chúng ta sẽ lưu lại save xin phép bảng khách hàng. Vậy là chúng ta ở đấy tên khách hàng not null rồi. Và tiếp đến chúng ta muốn null thì chúng ta tích vào đây và chúng ta sẽ lưu lại như bình thường thôi. Cách thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng query. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh như sau: enter table khách hàng column, enter column. Vì chúng ta sửa cả bảng nên là chúng ta cần sửa cả cột nên là chúng ta cần chỉ rõ cột là kiểu dữ liệu gì. Ví dụ tôi sẽ không điền kiểu dữ liệu chẳng hạn. Tên khách hàng chúng ta sẽ là từ khóa not null luôn. Not null này. Đấy, các bạn có thể lấy này. Và đã báo lỗi rồi. Chúng ta sẽ execute không được. Chúng ta phải thêm kiểu dữ liệu ở đây. Nvacha 100. Đấy, như vậy từ khóa not null mới không bị lỗi. Và chúng ta nhấn execute. Tên khách hàng của chúng ta sẽ là tên KH. Như vậy chúng ta sẽ execute được thôi. Như vậy là chúng ta đã đi qua hai cách set null và not null. Ví dụ các bạn muốn cho null được thì các bạn xóa từ khóa này đi. Và EQ này. Đấy, nó sẽ là not null thôi, đơn giản như vậy thôi. Nó sẽ cho phép null thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.